chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ văn minh và thịnh vượng không còn được, thay vào đó là sự kìm kẹp của một chế độ cộng sản vô nhân bạc bắt bớ tù đầy tước đoạt tài sản, người dân miền Nam vào thời đó hoàn toàn trở thành trắng tay. Nạn đói khổ lan tràn trên khắp toàn miền khiến người dân miền Nam phải đi tìm cuộc sống mới, đó là họ phải vượt biên đi tìm tự do. Có nhiều trăm ngàn người đã bỏ xác trên biển Đông, ngã mình trên rừng vắng. Cũng có hàng trăm ngàn người đã chịu nhục nhằn, nhưng cả triệu người không chuồn bước lũ lượt ra đi chấp nhận hiểm nguy. Bất kể sinh mạng liều chết ra đi, tự do chấp chữa cái quyền được sống làm người, nhưng quyền ấp ủ cuộc sống no lành, đường đi tới tự do gian nan phủ đầy máu lệ, thịt xương vương vãi dọc đường. Những gì thuyền nhân bộ nhân Việt Nam đã trải qua chưa một lần xảy ra trong nhiều nghìn năm lịch sử của loài người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 135 người xuất phát từ Bến Tre vào năm 1989, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp hai tàu hải tặc Thái Lan rượt đuổi, nhưng thuyền thì nàng chạy thoát. Thuyền đến Mã Lai thì bị chính quyền Mã Lai kéo ra biển Đông. Thuyền đến Singapore thì bị đuổi ra khỏi hải phận Singapore. Thuyền đi qua Indo thì cánh cửa thuyền nhân đã khép lại, họ phải trải qua cuộc thanh lọc hà khắc của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và hầu hết đều bị trượt thanh lọc, buộc họ bị giam cầm mãi trong khu trại cẩm 7 năm, đến năm 1996 thì bị cưỡng bức về với cộng sản nơi mà họ đã từng trốn chạy trước đây. Câu chuyện có tiêu đề Đến trại tị nạn Ga Lăng, cửa ngõ vào thế giới tự do nhưng chưa thoát, tác giả Phạm Thăng Vũ. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Sống tạm trú tại nhà người cậu ruột ở Hồ Nai được 2 ngày trong tâm trạng lo sợ có thể bị công an bắt được khiến tôi vẫn ăn ngủ không yên. Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản chiếm đoạt đã hơn 15 năm trời. Màn lưỡi tai mắt tình báo nhân dân cho công an đã hình thành khá lâu ở nhiều nơi. Do đó người là mặt lạng vạng tại địa phương, sớm gì cũng bị người dân trong vùng báo cáo cho biết. Dân báo tin không vì cảm mến dành cho chế độ mà do sợ hãi nên phải cộng tác. Vài năm trước, hai người thân trong họ từ miền Bắc vào thăm gia đình tôi. Mới ở được 3 ngày thì đã bị công an khu vực nửa đêm ập vào nhà xét coi giấy tờ. Biết họ từ miền Bắc vào, công an không làm khó, nhưng kính đạo cảnh giác gia đình tôi phải lên ủy ban phường ghi danh bất kỳ thân nhân ghé tạm trú trong nhà. Hàng xóm nào đã bảo cho công an biết về hai người bà con miền Bắc? Gia đình tôi không biết, nhưng chính vậy khiến tôi đâm ra sợ những lạng giềng để nhà cậu mở bây giờ. Tôi cảm giác lúc nào cũng thu mình ở trong góc buồng kín. Một buổi chiều cuối tuần, mẹ tôi cùng em gái lên Sài Gòn cho biết đã tìm được chuyến đi mới và sẽ khởi hành sớm. Theo đó tôi sẽ lên đường ngay sáng hôm sau. Gia đình đã trồng đủ vàng cho đám tổ chức tội nghiệp mẹ tôi. Tôi vượt biên nhiều lần làm bà hao tổn của cải, còn phải lặn lội đi thăm nuôi hoặc trung vàng chuột màng khỏi tay công an nữa. Nếu chế độ Việt Cộng không phân biệt hành xử vô luật pháp với người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, chắc có mấy ai tình chuyện vượt biên vượt biển đâu. Dù thực tế có nhiều ghe may mắn gặp được tàu nước ngoài vớt, khi vừa mới ra ngoài biển lớn, mỗi lần vượt biên, mỗi lần đánh đu với tử thần, đến tội đến, mẹ tôi ở lại nhà người cậu ruột, còn có em gái chạy xe về Sài Gòn để lo cho chuyện đi sáng mai. Cậu mợ tôi có hai người con trai tuổi lớn hơn tôi nhiều, họ có gia đình và đã ở riêng.
Có người Việt suốt đời không bao giờ nghĩ đến chuyện vượt biên, dù họ cũng không thích sống dưới chế độ cộng sản. Họ từng bị chúng ngược đãi đày đọa, bỏ tù oan ức, nhưng vẫn không nghĩ chuyện đào thoát khỏi quê nhà đơn giản, vì họ không muốn rời bỏ quê hương và sống nơi xa lạ nước ngoài. Tâm trạng hai người con cậu tôi cũng tương tự. Cả hai đều an phận, bằng lòng với đời sống thường ngày. Sau bữa cơm tối, họ nán lại nói chuyện khá lâu với tôi trước khi từ giã. Chúc tôi thượng lộ bình an, vượt thoát để trại tị nạn sớm, và không hề đả động đến chuyện đi. Trong việc quạt hai người, họ không có mẫu vượt biên. Mẹ tôi dặn dò đủ điều, nhưng chưa bao giờ có dịp như vậy. Có lẽ bà linh cảm chuyện tôi đi này sẽ thành công. Lúc trời mờ sáng, tôi từ giã gia đình cầu mờ và ra xe đi ngay. Cô em gái chạy xe chở tôi ngược về Sài Gòn, đến gần sát cảng miền Tây rồi dừng lại tìm xe tốc hành. Đoạn được xe, tôi đến ngã ba Trung Lương, liền xuống tìm vào một quán ăn bên đường theo chỉ dẫn của cô em gái. Ngồi ở quán chờ người trong nhóm để đón về Bến Tre. Một thanh niên chạy xe Honda vào quán nhận tôi ra rồi chở thẳng về Bến Tre. Nhóm tổ chức chuyển tôi qua nhiều chặng đường cho tới khi gặp chợ Thơm. Chỉ ăn cơm lại sức rồi tiếp tục đi nữa, khi bằng xe Honda hoặc ghe nhỏ gắn máy. Vượt qua nhiều cầu nhiều chợ nằm dọc gần bờ, cứ vậy cho đến chỗ ngừng sau cùng trong căn nhà ở vùng rạch dầu gần biển thuộc huyện Thành Phú của tỉnh Bến Tre. Nhóm tổ chức ẻm tới trong buồng nhỏ của căn nhà lợp ngói vững chắc. Chủ nhà tên là Ba, một người đàn ông trầm tuổi. Trong buồng nhỏ ngoài tôi có thêm hai cô gái người miền Nam tên Bảy và Đào, có mặt từ trước hỏi thăm. Cô Bảy ở nhà phường Thắng Tam ngoài Vũng Tàu Bà Rịa. Cô Đào người Mỹ Tho, nhà ở phường 9 gần cầu Quay. Ba người chúng tôi là dân thành thị nên bà Ba tiếp đón lo cơm nước rất chu đáo. Chỉ một khó chịu giường và ghế trong căn buồng có quá nhiều rệt, bắt hơi người là rụ rệt từ các ngõ ngách bò ra cặn để nội, không ai dám nằm trên giường hay ngồi trên ghế. Cả ba ngồi bệt xuống sàn nhà, vừa lưng sát tường ngủ ngồi gà gật như vậy cho đến sáng. Buổi trưa qua đi rồi chập choạng chiều, một người đàn ông vào buồng cho cả ba chúng tôi biết sẽ lên đường ngay trong giấc khuya nay. Ông ta niềm nở: "Tôi tên Hai Nghệ, cứ gọi bằng anh đừng ngại. Giờ an toàn rồi, ba người ra khỏi buồng không cần em nữa." Tôi, Bạch và Đào cầm túi sách bước theo chân anh Hai Nghệ ra phòng khách, khép nẹp ngồi xuống ghế bên chiếc bàn gỗ đã rửa màu xanh ngọc thạch hình chữ nhật trước cái tủ thờ. Ông bà ba chủ nhà vẻ mặt hiền lành ngồi không xa ở bồ vạn ngựa lên nước lãng bẩm. Tôi nhìn sơ căn phòng, bộ lư đồng cùng hai chân nện xịt màu đặt trên nóc tủ thờ, một lư sành nhỏ chi chỉ chân nhang nằm trước cả khung hình người quả cổ trên cao sạc về mãi ngõi. Hai trang thờ phụ kiện vải đỏ, không có hình Phật Thích Ca hay tượng Phật Bà trong nhà. Nhìn qua các cột gỗ, tôi sực người khi thấy các tấm biển tổ quốc ghi công về chữ ký của gã thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng, cành dậu tròn đỏ. Kiện đạo liếc nhìn ông bà ta, nhủ thầm mình đang ở trong nhà một gia đình cách mạng. Quay nhìn mẹ sau lưng, vài bạn nhỏ huân chương kháng chiến hàng hai, hàng ba treo trên vách nhà, tôi đâm sợ. Vì các tấm biển ghi công huân chương nhưng lại bớt lo. Gia đình cách mạng nằm trong đường dây tổ chức chuyện vượt biên sẽ an toàn. Đoạn rồi em ba chúng tôi trong nhà, ông bà ba làm y như trước đây về cán bộ Việt Cộng khi còn hoạt động, niềm tin vào chủ thuyết cộng sản chỉ còn là trên giấy và trong khẩu hiệu. Tôi mỉm cười vì ý nghĩ trong lòng, chợt nghe anh Hai Nghệ nói mình đi bằng taxi đến điểm hẹn tối khuya nay. Khi đủ khách, cả lớn chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ sẽ ra gặp biển.
4 tiếng đồng hồ sẽ gặp được biển. Sao nhanh dữ vậy anh? Tôi hỏi. Đây với biển gần lắm em à. Anh hai nghề trả lời. Các cháu có tắm rửa thay đồ gì thì làm ngay bây giờ, chứ để xuống dưới ghé rồi đi mấy ngày mới tới bên đó khó chịu lắm. Bà ba chen vào. Hai nghề ra bên ngoài nhà xách thêm nước đổ vào lu trong buồng tắm cho ba người chúng tôi. Hai cô gái lần lượt đi tắm trước để mình tới ngồi với hai ông bà. Ông ba cho biết trong vùng chỗ nào cũng gặp kênh rạch, cùng nhà cửa cất xác bên cạnh, đi đâu một bước phải dùng xuồng hay ghe. Nhà dù giàu hay nghèo cũng phải có cái xuồng, chiếc ghe để làm chứng đi. Ai không có ghe rất bất tiện, ghe xuồng ở đây như xe máy hai bánh ở dân thành phố. Hỏi về các tấm biển tổ quốc ghi công hoặc huân chương kháng chiến, bà ba nội của hai người con, một nam một nữ, đã chết từ lâu. Cô gái út còn sống là vợ anh hai nghề. Điều tôi không ngờ, anh hai nghề đi lệnh sứ đoàn 7 bộ binh miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều gia đình Việt Nam có tình trạng kẹo ngoe tương tự. Người ở phía bên miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, người đi theo phe Việt Cộng. Anh hai lệnh chế độ cụ Hà Bắc. Anh có đi chuyện tối nay không? Tôi hỏi ông ba. Nó muốn đi lúc nào mà không được cháu. Nhưng nó nói tiếng Tây tiếng U, không biết sang đỏ làm giọng gì ăn. Cháu coi ở đâu cũng phải làm mà, ở đây sống dễ chịu quá, nên vượt biên làm chi lại nữa. Nói bây giờ bắt đầu có tuổi rồi còn ham hộ gì. Ông bà cười nụ cả lời thiệt tình. Người muộn vượt biên lúc nào cũng có dịp lại không thèm. Người tìm đủ cách vẫn không ra, thậm chí có người bị lừa mất vàng, bị bắt còn chưa sờ tay được vào thân cả lợn nữa. Hai nghề chăm thêm nước xăm. Hỏi tôi đi tắm, những giọt nước mát sổi lên người cho tôi một cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Tôi thử hớp một ngụm nước, nó có vị lờ lờ nhưng cũng rửa sạch lớp màng mồ hôi bám trên tóc lên người trong suốt thời gian. Rời khỏi nhà người cầu ruột cho tới giờ. Tắm xong tôi giặt bộ quần áo và đem phơi nọ trên hàng cây bên hông tường. Gió từ hướng vườn cây đằng sau nhà thổi rất mạnh, gió cùng hơi nặng thổi chiều, sẽ làm bộ quần áo mau khô để tôi mang theo tối khuya nay. Đằng sau căn nhà ông bà ba, chục khạc màu nâu, hình quả dừa chứa nước mưa để uống, để nấu ăn được đầy kỹ miệng, nằm dưới chòi lạ. Nước sinh hoạt tắm giặt gia đình ông bà, cơn triều lên họ kỹ nước đổ đầy lu, phi sắt rồi đánh phèn làm trong nước khi dùng. Sau chòi lạ, hàng cái trại xâm xê cùng các bụi chuỗi thấp thoảng, điều lị cải lương rẽo rắc từ cái máy cạp xét xa xa vòng lại lúc nhỏ lúc to trong tiếng gió. Vùng đồng quê miền sông nước thật êm ả, bình dị khác với vùng Hồ Nai ồn ào chỗ nhà cầu mờ tôi. Giờ này chắc mẹ tôi đã về nhà dưới Sài Gòn, lúc còn ở nhà cầu mờ bà kể. Gã thanh niên trẻ chạy ra đến đón đã chật hực khi nghe nói có người gã nhà chở tôi đi khỏi không lâu. Nghe vậy, gã thanh niên vọt xe máy chạy liền và chiều hôm đó quay lại nhà tôi với một công an khác. Hai gã hỏi người trong gia đình về chuyện đón tôi đi lúc trưa. Mẹ tôi đành phải xỉ gà, nói hoàn toàn không biết gì thêm. Dò la mãi không ra manh mối, hai gã công an hầm hực bỏ đi. Em gái tôi cho biết rằng Minh vật biệt tâm biệt tích chưa về. Người dân sống trong vùng sông nước ở đây trồng nhiều loại cây trại như cam, mặn cầu, ổi, mít, xoài, chuối, và loại trại nào cũng ăn rất ngọt. Dọc đường đi tôi đã qua cả vườn cây rậm rạp trù phủ, nhưng chỉ có dừa được trồng nhiều nhất, đủ loại dừa từ loại dừa lửa nhỏ trải, dừa bị xanh to, hoặc dừa xin vừa vừa cho nước uống ngọt thanh. Dừa nhiều dân trong vùng làm thành kẹo dẻo ăn rất ngon. Trời tối hẳn, bà ba dọn cơm ra bàn cùng ăn chung với ba chúng tôi bữa tối cuối cùng ở nhà. Kinh nghiệm từ các chuyến đi vượt biên, tôi không dám ăn no trước khi xuống ghe. Đào bậy cũng sợ say sẩm,
Sẽ ỏi nên chị lùa vài miệng qua loa, bữa cơm chưa chậm nhất mau lẹ. Bà ba dọn dẹp, rồi mang nước lạ dừa nóng và kẹo dừa ra bàn. Anh hai nghề ghé miệng vào sạc ngọn đèn dầu hỏa, bọc vài hơi mồi lửa điếu thuốc rê rồi nói: bây giờ mấy đứa có buồn ngủ thì ngủ ngay đi, còn không ngồi chơi với tiền mà anh. Có kẹo ngọt nước nóng, cứ nhâm nhi cho vui miệng. Anh đi liên lạc xem đưa đón ra sao khuya nay. Ba người chúng tôi vẫn ngồi yên chỗ sắp xuống taxi. Có ai ngủ được đào bảy mặc bộ áo quần màu đen cho điệp với bóng đêm. Tôi thì bộ đồ công nhân xanh cũ, trong ánh đèn dầu vàng mờ chúng tôi quay quần như người cùng một gia đình trò chuyện sau bữa cơm tối. Bà ba thỉnh thoảng chăm thêm nước cho mọi người uống sợi lời. Từ đây ra ngoài Vàm không xa đâu, lên được ghé lợn rồi chịu cực vài bữa, mấy cháu sẽ tới bên liền. Ông ba hỏi thăm về gia đình tôi ở Sài Gòn từ hôm trụ ực trong căn buồng gọi cho tới giờ mới có dịp ngồi cạnh ông. Tôi muốn hỏi nhiều việc để biết vùng này rất gần biển, nhưng cư đã sẵn từ lâu hay mới về lập vườn lúc gần đây? Không biết thời còn chiến tranh có ai sống đây không, hay chỉ thuần một vùng đất hoang? Nhìn các tấm ảnh thờ trên tủ và những tấm biển ghi công huân chương, tự nhiên tôi tò mò, hai người này chắc chết lâu rồi. Gia đình bác liệt sĩ cách mạng hả? Nghe câu tôi hỏi, ông ba nhăn mặt im lặng, bà ba cũng ngưng chuyện dở dang với hai cô gái và khẽ việc mắt nhìn tôi. Thấy cử chỉ của hai ông bà, tôi chột dạ, thầm nghĩ mình vụng về đã làm hỏng bầu không khí đang vui. Tôi vội lập bập với ông cháu lỡ lời, làm bạc dần xin bạc. Đừng nói chuyện ngày xưa nữa, gia đình tôi giảm chữa tụi bay vượt biên thì cũng đủ hiểu rồi, mà còn bà lát, mày làm tao ghẹt quả, thằng bất kỳ con. Ông ba quạt tay đột ngột đổi cách xưng hô. Nói xong câu, ông hầm hầm ngồi yên và xoay mặt nhìn qua chỗ khác. Tức thật dở ẹt. Khi hỏi kiểu điều tra về chuyện riêng gia đình làm ông ba hiểu lầm, đành luống cuống ngồi im. Đào và Bảy không biết nói chuyện nhưng kín đạo nhìn tôi với ánh mắt trách cứ. Không khí im lặng ngột ngạt. Tôi chưa biết phải làm gì, chợt bà ba xen vào: ông này có gì chấp nhất mấy đứa cho mất vui, lại còn Bắc Kỳ với Nam Kỳ nữa. Dứt câu bà cười xòa nhìn cả ba chúng tôi đầy thân thiện thông cảm. Ông ba không nói một lời, đứng lên bỏ đi vào trong buồng riêng. Tôi liền xin phép bà ba đi nằm nghỉ ở bộ vạn ngựa. Đào Bảy tạt ra lại giỏ sách, rồi sắp xếp lại quần áo cùng vật dụng bên trong. Nằm trên bộ vạn, tôi nhắm mắt vờ ngủ, nhưng trong chuyến taxi mau đến, đồng hồ trên tay đã 8 giờ 17 tối. Gần tiếng đồng hồ sau thì anh hai nghề về tới và hội ba chúng tôi theo chân đi ngay. Bà ba ở lại coi nhà, cả bọn cùng nhau ra bên ngoài. Xuyên qua các tảng lá cây trong vườn, bầu trời trên cao vặn lặng đầy sao không một gợn mây. Anh hai nghề cầm cái đèn pin đi trước dọc đường, gió thổi nhẹ lay động những tàu là chuỗi cùng cả cành của bụi cây thấp. Chúng tôi băng qua vườn cây cùng những con mương nhỏ dựng nước đến chỗ taxi và chiếc xuồng ba lã đang nằm chờ sẵn dưới hàng dừa cạnh một con rạch. Hai cô gái bước xuống xuồng, tôi đứng lại từ già anh hai nghề quay qua ông ba. Tôi ấp úng xin lỗi về chuyện lỡ lời làm ông dừng, khiến anh hai nghề ngạc nhiên nhìn trân trỗi. Nghe tôi nói, ông ba cười đồ lường, nắm chặt tay ân cần: cháu đừng bận tâm chuyện đó nữa, bạc cũng nóng, giờ đã quên hết. Thằng hai gốc Việt Nam Cộng Hòa còn làm rể trong nhà thì cháu phải hiểu gia đình bác. Chúc cháu với hai cô tối nay đi đường bình an. Tôi ngồi vào giữa xuồng, đối mặt với cô Bảy đằng trước và cô Đào đằng sau lưng. Hai người đàn ông chèo xuồng dặn cả ba tuyệt đối ngồi yên giữ im lặng. Xuồng bắt đầu tiếng nhè nhẹ giữa hai bờ rạch tối đen, cây cối lùm xùm. Quen đường đi nước bước, hai người phụ dễ dàng chèo chiếc xuồng ra khỏi con rạch
và nhập vào dòng kinh rộng lớn. Cứ vậy chạy gần một giờ thì gặp sóng lớn, trăng lờ mờ hiện ra ở đường chân trời. Gió xuôi cùng con nước ròng giúp hai người phụ chèo xuồng thật nhanh thật nhẹ. Nước chảy xiết đến xuồng chỉ dám chạy sát bờ trong làn hơi nước từ mặt sông hòa với gió thổi mát lạnh. Nhìn mặt nước ròng, tôi không thấy được phía bờ đối diện và cũng không rõ đang ở trên sông nào. Khi chia tay ở xa cả miền Tây, em gái tôi cho biết có thể cả lỡ sẽ ra biển bằng ngà Bình Đại, nhưng lại không chắc đảm tổ chức đã chở tôi vượt qua mỏ cày trước khi xuống tới rạch cầu Thành Phủ. Từ đây muốn đến Bình Đại phải qua dòng Trôm, và như vậy tôi phải ở phía bên kia sông lớn. Hồi còn học giờ địa lý bậc trung học, tôi nhớ Bến Tre thông ra biển bằng cả cửa sông Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và cửa Đại. Học từ lâu nay đã quên hết, định buộc miệng hỏi hai người phu, nhưng nhớ lời họ đã dặn nên tôi ngồi im. Cửa sông nào cũng được, miệng sao cả lớn ra biển an toàn, tôi nhủ thầm. Ngồi yên là nhớ chuyện đi không thành vừa qua, nhớ về mẹ tôi cùng các cô em gái trong nhà, nhớ những lúc ngủ ngồi gà gật liền mấy ngày trong căn buồng đầy rệp đỏi. Và chuyện vô tình khiến cho ông ba hiểu lầm, thường thì người hiền lành ít nói, như ông ba lại có tính rất cục, lẽ ra tôi không nên hỏi vợ vựng với ông. Đột nhiên tôi nhớ mình đã bỏ quên bộ quần áo giặt sạch với trên hông nhà hồi chiều. Chạy trên dòng sông lớn chưa lâu, ba người khách chúng tôi một phen hụt hoảng khi bị một ghe gặng máy chần lại. Hai người phu chèo xuồng vội cập sát vào chiếc ghe máy đó và giúp cả ba chèo qua. Bọng điền nhỏ xíu gặn trên vách mái ghe soi sáng, một dãy hơn 10 người ngồi bỏ gội trong khoang ghe kín mít. Tiếng máy ghe nổ đều nhẹ, không ai nói với ai một lời, cứ im lặng tuân theo sắp xếp của người tổ chức. Ba chúng tôi chui vào ngồi yên xong xuôi, ghe máy tách khỏi xuồng ba lạ rồi tăng tốc chạy tiếp. Đây mới là ghe taxi, xuồng chèo tay vừa rồi chỉ chuyển tiếp vì nó không thể chở khách đến thẳng cả lớn đang chờ đâu đó trên mặt sông rộng. Ghé taxi có lúc giảm tốc độ rồi lại chạy thật nhanh hoặc đảo hướng chạy ngược về đoạn sông cũ. Khách ngồi trong khoang ai cũng lo sợ căng thẳng sát bên tôi. Cô Đào thở hắt từng hơi hồi hộp, quần tới quần lui cả nửa tiếng đồng hồ trên sông, ghé taxi mới gặp được cả lớn. Ghé chậm dần và cập lại bên hông. Cả lớn trong sự vui mừng của khách vượt biên, lần lượt từng người chui ra khỏi ghe taxi và nhanh chóng trèo sang cả lớn. Tôi chui ra sau cùng, trèo qua đựng loay hoay trên mặt sàn cả lớn. Gió trên sông thổi mạnh hơn, cùng tiếng nước vụ vào thân ghe làm tôi có cảm giác sờ sờ. Một người đứng gần liền cầm tay tôi, ẩn tôi chui lọt ngay xuống khoang hầm. Trong khoang hầm, mùi dầu mẩy hơi người quyện cùng mùi dầu giỏ xanh có ỏ nồng nặc, cái mùi quen thuộc trong cả chuyện vượt biên khi trước. Cả lớn chạy chậm chậm nhận thêm khách chuyển tiếp từ các ghe taxi khác. Khoang hầm càng lúc càng đông người cho đến khi có tiếng phản đối chỗ đâu nữa mà giặt hàng các cha nội. Nói thì nói, khách vẫn được chuyển tiếp lên cả lớn và nhồi xuống luôn trong khoang hầm. Thật lạ lùng đông người như vậy mà vẫn đủ chỗ nam hay nữ gì bất kể, mặc kề sạc vào lưng hoặc đè lên chân lên thân của nhau. Tôi thấy khó chịu, phải ngựa mặt lên ô trọng cửa khoang hầm, mong tìm chút không khí để thở. Chắc chắn sẽ có người xỉu nếu cứ lâu trong khoang hầm tối đen nồng nực, ngột ngạt và chật chội. Chợt tiếng người trên sàn ghé nội vòng xuống, cả lớn bắt đầu chạy. Tụi tôi phải đầy kỹ nắp hầm đỏ, rạng chịu đựng một chút nghe bà con. Tiếng máy nổ to hơn, cả lớn rùng mình và từ từ tăng tốc độ. Tiếng nước vuốt sạc vào vạn thân ghe kêu rào rào. Cả lớn chạy rồi, ai nãy thở phào mừng rỡ nắp khoang hầm nổi đầy kỹ, nhưng chỉ che hờ, nhờ vậy gió bên ngoài thổi tóc xuống dưới làm không khí bật ngột bật nóng. Tôi phải mệt khắp cả người, cảm giác tê dài lan dần xuống hai đùi rồi hai chân.
nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích thân mình được. Cả lợn chạy được một lúc khá lâu thì người ngồi ngay trước mặt giơ hai tay choàng vào cổ tôi, và sau đó gục hẳn đầu xuống. Từ từ người đó chúi đầu vào ngực tôi, xoa những lọn tóc dài phủ lên hai cánh tay. Một cô gái, và không phải Đào hay Bảy, vì màu áo trắng nhờ nhờ cô gái này chúi đầu mãi làm sao có thể thở được, và sẽ càng say sẩm hơn. Dùng hai tay tôi nâng người cô ngồi thẳng dậy rồi nói: cô ráng ngửa mặt lên mà thở sẽ thấy dễ chịu, đừng cúi đầu xuống mài chọn mặt lắm. Làm theo lời vừa nghe, nhưng chỉ được chốc lát cô ta lại chúi đầu tiếp vào ngực tôi. Một lần như vậy tôi phải nâng người cô ngồi thẳng lên. Tôi cũng quá sức mệt mỏi rồi tiếp đi cho đến khi cửa hầm được mở hẳn ra, kéo theo luồng không khí mát lạnh vào khoang cùng với lời bảo: mình ra biển lớn rồi bà con ơi, ra biển lớn rồi. Không một tiếng người trong khoang hầm đáp lại, ai nãy đều mệt nhoài vì say sẩm, vì ngồi mãi một thể trong chỗ ngột ngạt. Ra tới biển lớn, không khí trong khoang ghe bớt ngột, thì một cảm giác khó chịu khác xuất hiện. Sóng biển vỗ mạnh vào thân ghe làm mọi người nôn nao bần thần say sẩm. Tôi bắt đầu chóng mặt và buồn ỏi, dù trong bụng lép xẹp. Lúc chiều khi ở nhà ông bà ba, tôi chỉ ăn uống qua loa nên giờ thức ăn trong bụng đã tiêu hết rồi. Buồn ỏi nhưng chỉ toàn hơi, nhưng nhờ ở được mới thấy dễ chịu trong người. Chung quanh tôi tiếng người rên vì mệt, vì kiệt sức hoặc vì nôn ọe. Một dòng ấm ẩm chạy từ từ xuống ngực rồi lan xuống bụng tôi. Cô gái ngồi trước mặt đã ỏi, cô ta tiếp tục ở rồi ỏi luôn vào người tôi. Được một lúc cô thì thào: em mệt lắm anh ơi, em xin lỗi anh, khó chịu quá, chắc em chết. Nghe giọng cô tôi biết là người miền Bắc và còn trẻ. Ngửa mặt lên, cô ta rùng mình nhiều lần rồi lại ỏi nửa mùi chua nước chanh pha lẫn mùi béo hủ tiếu cùng mùi thịt nướng bốc lên từ miệng. Ỏi trên người tôi ghê quá, rồi nghĩ mình mặc duy nhất bộ quần áo lại đâu ra bộ khác để thay. Ỏi đầy người tôi, cô gái này làm phiền quá nhưng cũng không trách được. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. We'll be right back.